Xin chào các em. Hôm nay các siêu anh hùng cùng nhau sơ cát ở trong công viên đấy các em à. Các em cùng nhau theo dõi các siêu anh hùng ở kênh Diệp Linh Channel nhé. Hôm nay rất đẹp trời và Spider-Man cùng với Batman đã đưa công chúa Anna và Elsa đi chơi cát ở trong công viên. Lúc chơi cát thì đã tìm được rất nhiều đồ chơi ở trong cát các em. Và có một bạn Joker, bạn đấy luôn luôn chọc phá hai anh hùng. Từ nãy tới giờ Joker đã lấy bao nhiêu đồ chơi rồi? Và hai anh hùng phải chạy đuổi Joker vong 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 vong. Đó là một búp bê nàng tiên cá đấy các em ạ. Và những quả trứng bất ngờ. Wow! Đó là những quả trứng khủng long. Chắc là hai bạn trứng khủng long này có bà mẹ khủng long màu xanh lá cây đấy các em. Wow, Joker lại tiếp tục đến chọc phá và các siêu anh hùng lại đuổi Joker đi. Chúng ta hãy xem còn đồ chơi gì nữa nhé. Đó là một quả trứng bất ngờ màu hồng. Một cái xe ô tô. Yeah, xe ô tô màu vàng đấy các em. Bạn Joker nghịch ngợm quá phải không nào? Spider-Man lại chạy lên cầu tuột để đuổi Joker. Yeah! Vui quá! 1, 2, 3 đuổi được rồi. Đó là một nàng tiên cá ở trong đại dương sâu thẳm đấy các em ạ. Cá có bộ tóc màu đỏ cùng với câu chuyện về nàng tiên cá rất là hay đấy. Kênh Diệp Linh Channel cũng đã dựng bộ phim nàng tiên cá rồi. Các em hãy bấm vào ô vuông để xem những cái video tiếp theo, trong đó có tập phim về nàng tiên cá nhé. Ở trong cát còn có những ô tô biến hình nữa các em ạ, à, những quả trứng bất ngờ. Wow, càng ngày càng nhặt được nhiều món quà và trứng bất ngờ ở trong cát đấy các em. Batman đang mở quả trứng bất ngờ đấy. À, ở trong có một hình siêu anh hùng, đó là Batman đấy, đó là Spider-Man đấy các em ạ. Và kẹo mút, kẹo mút vòng vòng, Joker lại chọc Spider-Man rồi và đã cướp đi ô tô biến hình thành robot của hai bạn ý và cả công chúa Anna Elsa nữa chứ. Thế là Spider-Man và Batman lại đuổi theo Joker. Trong cát lại còn ẩn giấu những đồ chơi khác nữa. Và hai anh hùng lại tiếp tục tìm. Joker ơi, đừng chọc phá hai bạn kia nữa đi. Joker là bạn xấu đấy. Bạn ấy luôn trêu chọc mọi người và còn hay ăn trộm nên không ai chơi với bạn ấy. Và bạn ấy đành phải chọc phá các siêu anh hùng. Nếu mình là em bé ngoan, mình sẽ luôn có rất nhiều bạn bè đấy các em ạ. À, còn nếu là em bé hư thì sẽ như bạn Joker đấy, không có ai chơi với mình hết. Xấu quá. Và Joker đã bị Spider-Man và Batman bắt và ném vào bãi cát. Lốc cát lên. Giả vờ chơi trò chơi lốc cát. Joker thua rồi. Cát đã được lấp đầy lên rồi các em ạ. À, yeah 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 yeah. Nhà người sẽ được lấp đầy bằng cát.
Wow, vậy là cũng đã đến trưa lắm rồi, nắng đã lên sóng An Giang rồi và các siêu hùng đã chở công chúa Anna Elsa về cùng với các đồ chơi mà kho báu tìm được ở sông cát. Đi về nhà ăn cơm thôi. Video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Các em có thích video này không? Hãy bấm vào video dưới hình để xem các video tiếp theo của kênh Diệp Diên Channel nhé.